Phát biểu tại hội thi, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, các thí sinh dự thi tham gia cuộc thi chính là nòng cốt các chương trình đào tạo khắp vùng miền tại các doanh nghiệp, trung tâm đào tạo giúp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện tại các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức huấn luyện theo yêu cầu của Luật An toàn Vệ sinh Lao động. Những thí sinh tham gia hội thi Người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động giỏi toàn quốc năm 2020 là người làm công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại các trung tâm huấn luyện, đào tạo. Về an toàn vệ sinh lao động, các cán bộ chuyên trách về công tác này tại các doanh nghiệp. Nội dung bài dự thi của các thí sinh bám sát chương trình khung huấn luyện, cập nhật, bám sát các văn bản, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật. Bằng hình thức bài giảng, các thí sinh đã mang đến cuộc thi những kiến thức pháp luật, kiến thức thực tiễn đầy sáng tạo, khởi nguồn cho những sáng kiến cải thiện điều kiện lao động, tăng năng suất, ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Từ hơn 120 thí sinh tham gia cuộc thi, ban tổ chức đã chọn ra 15 giải A, 15 giải B, 20 giải C, 33 giải khuyến khích. Nhiều năm làm công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, giúp giảng viên Trần Công Đẹp hiểu và nắm bắt được tâm lý của người lao động. Vì vậy, đến với hội thi Người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động giỏi toàn quốc năm nay, ngoài việc đầu tư thiết kế bài giảng với nhiều hình ảnh trực quan, sinh động, cách thức trình bày của người giảng viên này cũng được đánh giá cao bởi sự gần gũi. Đặc biệt, đề tài về biện pháp an toàn trong công tác vệ sinh cách điện đang mang điện bằng nước áp lực cao còn được ban giám khảo hội đồng thi xếp loại A bởi những giá trị thực tiễn. Bài giảng này thì nó cũng là mang một cái hàm chứa là một cái công nghệ mới ở tại Việt Nam. Công nghệ này do Việt Nam chúng ta làm chủ hoàn toàn. Công nghệ này phát sinh bắt đầu từ ở công ty truyền tải điện 3 do thầy Nguyễn Văn Xuân làm chủ nhiệm đề tài và sau đó chuyển giao cho toàn bộ trong tập đoàn của EVN. Và chính cái công nghệ này hiện nay đang giúp ích cho rất nhiều ở EVN, ở tập đoàn điện lực Việt Nam, giảm được cái thời gian mất điện của khách hàng. Không riêng thí sinh Trần Công Đẹp, hơn 120 bài giảng của các thí sinh đến từ các trung tâm huấn luyện, các doanh nghiệp hôm nay đều được đầu tư công phu từ mặt đề tài, nội dung cũng như phương thức trình bày. Nếu được áp dụng vào thực tế, đây sẽ là nguồn cơ sở dữ liệu quan trọng giúp người lao động, doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với công tác phòng ngừa tai nạn lao động cho đơn vị mình. Hội thi đây là lần đầu tiên thôi, nhưng mà tôi nghĩ là cái tính lan tỏa nó rất lớn. Thì qua hội thi này thì tập trung lại nhiều giảng viên giỏi để đưa cái kiến thức an toàn vệ sinh lao động, nói là thi nhưng đây là nguồn cơ sở dữ liệu rất quý cho tất cả là các lĩnh vực. Thì những cái bài giảng của chúng ta ở đây chúng ta sẽ tập hợp lại đưa lên một cơ sở dữ liệu để cho tất cả bà con hay các cán bộ công nhân viên ở trong các doanh nghiệp được xem, được tham khảo. Lần đầu tiên được tổ chức, song hội thi Người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động giỏi toàn quốc không chỉ tạo ra một sân chơi giúp đội ngũ những người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trên toàn quốc được cọ sát, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, mà qua đó còn thúc đẩy việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo. Đây cũng là một cái sân chơi để giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để khi mà trở về đơn vị thì cũng có thể thực hiện công tác huấn luyện an toàn nó được hiệu quả hơn, nó góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động của đơn vị nói riêng và của cả nước nói chung. Cái việc người ta muốn thể hiện mình cũng đã làm cho bản thân những cái người dự thi này là tự nâng cao cái trình độ, tự tìm hiểu mày mò để có được những cái bài giảng được thiết kế đẹp, thiết kế nội dung tốt và cái cách truyền đạt với những kỹ năng tốt nhất của một người huấn luyện an toàn và cũng như là thổi được vào cái hồn những cái bài giảng này để làm sao cho người lao động người ta tiếp thu đầy đủ cả về mặt kiến thức, cả mặt kỹ năng và thay đổi dần cái ý thức và cái thái độ làm việc. Hy vọng từ thông điệp của hội thi, việc đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo sẽ được lan tỏa hơn nữa. Bởi chỉ khi người lao động tích cực, chủ động tham gia vào công tác huấn luyện và đào tạo thì việc thay đổi hành vi vì một môi trường làm việc an toàn mới thực sự được thực thi.